Tin mừng theo Thánh Luca. Đang lúc các bà sợ hãi, mặt cúi xuống đất, thì hai người kia lại nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Đức Kitô phục sinh, nền tảng đức tin. Bộ phim tựa đề Thế giới trong tâm tối kể về một nhà khảo cổ khai quật vùng đất nơi Đức Giêsu chết. Rồi ông tổ chức họp báo tuyên bố đã tìm thấy xác Đức Giêsu, chứng tỏ Đức Giêsu sống lại là sự lừa bịp. Cả thế giới tuyệt vọng, người ta bắt đầu phá hủy và biến các nhà thờ thành nơi ăn chơi. Đức Kitô đã sống lại thật. Tin mừng cho ta biết, những người phụ nữ, các tông đồ chứng thực đã nhìn thấy đấng phục sinh. Chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái. Người sống lại và hiện ra với chúng tôi là nhân chứng. Lễ Chúa Kitô phục sinh là dịp chúng ta vui mừng và hy vọng vào sự sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa khi đã hoàn tất cuộc đời này. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con nhiệt thành đem ánh sáng phục sinh đến với mọi người còn đi trong bóng tối, để dẫn đưa họ về cùng Chúa.